vẽ là một quá trình lưu giữ ký ức thú vị, có cảm xúc thể hiện qua lực bút, có vui buồn tàng ẩn ở từng nét đưa. Câu chuyện Hội An bắt đầu như thế. Dù là bao lâu, khoảnh khắc hào hứng hoàn thiện bức vẽ dang dở sẽ xuất hiện, kết thúc để vẽ tiếp những bức tranh mới.